Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán là tiếp tục là mình đây Đó, thì ngày hôm nay thì ngày 11 tháng 8 năm 2023 thì mình vẫn tiếp tục là chia sẻ cho mọi người về cổ phiếu Hoàng Quân Đó, trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cùng có những cái góc nhìn về để chúng ta giao dịch Đó, thì về cơ bản thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đang trong một quá trình tích lũy. Như vậy thì chúng ta mua ở đâu? để giao dịch ngắn hạn được với trong bối cảnh giai đoạn thị trường đang gặp nhiều cái vấn đề rất là khó khăn ha các bạn ha. Thì ở đây trước khi đi vào phân tích mọi người cho mình một cái like một cái share. và các bạn mới xem cho mình một cái nút đăng ký nha. Cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều nha. Rồi để không mất thời gian chúng ta quay lại về vấn đề, mở lớn lên cho các bạn cùng nhìn cũng sẽ thấy được là về cái vấn đề những cái vùng mà À, rất hấp dẫn với cổ phiếu Hoàng Quân trong hiện tại thì chúng ta thấy là cổ phiếu Hoàng Quân đã có một cái giai đoạn tăng rồi, rồi các bạn thấy không đó điều chỉnh rất sâu và nó đã có một giai đoạn tăng lên đó sau với giai đoạn tăng này các bạn thấy là đã tích lũy rồi đó, thì đã tích lũy và cũng đã hồi lên thì như vậy thì nhìn chung thì nó vẫn đang trong một cái quá trình tích lũy ở trong cái đoạn này đó, những cái đỉnh đáy ở đây em thấy là đang tích lũy đó, thì về cơ bản thì mình thấy được cái hỗ trợ cũng tương đối mạnh của cổ phiếu Hoàng Quân ở cái vùng 4.6 mình nghĩ là cái vùng 4.6 này là cái vùng hỗ trợ cũng tương đối mạnh và nó có một cái hỗ trợ nữa đó là vùng 4.7 thì như vậy về cơ bản thì hiện tại là chúng ta có thể mua gom mình nghĩ là trong những cái bối cảnh này các bạn và các anh chị có thể mua gom với cổ phiếu Hoàng Quân ở cái vùng giá 4.6 cho tới vùng 4.7 và cái chốt lời thì các bạn và các anh chị hoàn toàn có thể canh ở những cái vùng đỉnh phía bên đây không những cái vùng đỉnh phía bên đây các bạn có thể chốt một phần à, ở vị trí 5.5 đó là cái vị trí ngắn hàng thứ nhất đây mình vẽ ra các anh chị bạn nha đó đây là những cái đỉnh đây bạn thấy là nó cũng sẽ có những cái sự chốt lời cho các bạn các anh chị thứ nhất và cái thứ hai đó là lanh quanh ở cái vùng phía trên này đúng không nó tầm tầm cỡ 6.2 6.2 6.3 đó thì các bạn sẽ xem xét cho cái việc canh chốt lời Đối với cổ phiếu Hoàng Quân và mình nghĩ là nếu mà kỳ vọng xa hơn thì mình sẽ kỳ vọng đâu đó ở những cái biên ở trên đây, đó là vùng 7.5. Và 7.3, 7.3 ha. 7.3. Đây mình nói dài cái phần tháng cử bên đây nha. Ok, 7. tầm 7.2. 7.2. Ok. À, thì như vậy thì chúng ta có thể là khi mà các bạn các anh chị đúng thì chúng ta có thể chia ra những cái khoảng chốt lời thứ nhất, chốt lời thứ hai, chốt lời thứ ba à, thì chúng ta là về mặt ngắn hạn như vậy của Hoàng Quân. Rồi ok thì như vậy và các bạn quan chị thấy những cái chia sẻ của mình mà hữu ích mọi người và đặc biệt à, có thể là cho các bạn giao dịch tây cộng cũng được nha Đó, các bạn đang muốn giao dịch ngắn hạn thì đây mình nghĩ là rất là hợp lý ha phù hợp nào hồi lên khoảng à, ngắn hạn thì các bạn có thể canh những cái điều chỉnh và hồi lên những cái vùng đỉnh hoặc là những cái vùng gần gần 5.5 này các bạn có thể chốt nè nó tầm các bạn thấy nhìn như vậy thôi nó cũng đã khoảng 20 phần trăm rồi à, rất là nhanh ha rồi À, mình nghĩ là mình chúc cũng chúc một uh, buổi sáng tràn đầy năng lượng và các bạn các anh chị giao dịch hiệu quả và thành công. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người.